sáng sớm khi trước dịp 2 tháng 9 không thể đón khách như mọi năm. Đây là một năm tồi tệ, doanh thu du lịch gần như bằng không. Tính tới 2 tháng 9, phố cổ Hội An vẫn chưa mở cửa. Trong khi đó, ban quản lý di sản văn hóa Mỹ Sơn cũng cho biết sẽ mở cửa tham quan trở lại từ ngày 3 tháng 9. Nhiều doanh nghiệp cho biết họ quyết định nghỉ hẳn hoạt động từ nay cho đến hết năm, tập trung vào việc hỗ trợ người lao động, xây dựng kế hoạch mở cửa trở lại từ năm sau. Đà Lạt, nơi chưa bao giờ